kiểu công ty con bí mật ở Syria. Huawei đã sử dụng mật danh và các công ty con bí mật để tiến hành kinh doanh tại Syria, Sudan và Iran. Đây là cáo buộc mới nhất của Hoa Kỳ đối với Huawei nhằm giải thích việc yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Trù, giám đốc tài chính Huawei về Mỹ. Theo các tài liệu được công bố bởi Tòa án Canada, công ty Trung Quốc đã đứng sau một công ty có tên Direct Point ở Sudan và Canicula, Syria. Các tài liệu của Mỹ cũng cho thấy, mật danh A5 và A7 đã được Huawei sử dụng để ẩn danh tại hai thị trường này. Huawei đã sử dụng DirectPoint và một công ty con khác tại Iran để tiến hành trao đổi hàng hóa, dịch vụ và công nghệ. Đây là hành động vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với các quốc gia trên. Mỹ đang tìm mọi cách để dẫn độ bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei từ Canada. Bà Mạnh đã bị bắt giữ khi tới Canada vào tháng 12 năm ngoái. Người phụ này bị cáo buộc âm mưu lừa đảo ngân hàng để thực hiện các giao dịch trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ, nhằm chuyển tiền ra khỏi các quốc gia bị cấm vận và tránh sự kiểm soát của chính quyền Mỹ. Mới đây, tòa án cũng đã công bố hàng trăm trang tài liệu được luật sư của bà mạnh đưa ra nhằm phản bác các cáo buộc